Ngày 12 tháng 5, Công ty Cổ phần Vinhomes tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022. Tại đại hội, ông Phạm Thiếu Hoa, Chủ tịch Vinhomes cho biết, một trong những định hướng chiến lược mới của Vinhomes trong thời gian tới là tập trung phát triển các dự án nhà ở xã hội, phục vụ người có thu nhập thấp tại các tỉnh thành trên cả nước. Với kinh nghiệm triển khai dự án nhà ở thương mại của Vinhomes, các dự án nhà ở xã hội này không chỉ giúp hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà cho người lao động mà còn mang tới cho họ một môi trường sống hiện đại văn minh, đồng thời góp phần thúc đẩy an sinh xã hội và kinh tế tại các địa phương. Trong vòng 5 năm tới, Vinhomes đặt mục tiêu hoàn thành 500.000 căn nhà ở xã hội trên cả nước. Mức giá bán nhà ở xã hội dự kiến chỉ từ 300 triệu đồng đến 950 triệu đồng một căn, được xây dựng giá bán và phương án bán theo đúng quy định của nhà nước cho sản phẩm nhà ở xã hội. Thương hiệu của dòng sản phẩm nhà ở xã hội được lựa chọn chính thức mang tên Happy Home. Đại diện Vinhomes cho biết thêm, quy mô mỗi dự án nhà ở xã hội sẽ khoảng 50-60 ha, tọa lạc tại vùng ven tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng trên toàn quốc. Trước mắt, Vinhomes sẽ triển khai dự án tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Các dự án Happy Home là những dự án đô thị độc lập, tách biệt khỏi các dự án nhà ở thương mại của Vinhomes hoặc là các khu đất nhà ở xã hội trong các đại dự án của Vinhomes. Happy Home là mô hình nhà ở xã hội full tiện ích đầu tiên tại Việt Nam với hệ sinh thái tiện ích đầy đủ và tiện lợi, đảm bảo chất lượng sống tốt cho cư dân như khu vui chơi trẻ em, sân thể thao, công viên với quy mô phù hợp. Vinhomes cho biết, việc tham gia phát triển nhà ở xã hội là một trong những chiến lược phát triển trọng tâm của Vinhomes trong thời gian tới nhằm góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho người có thu nhập thấp, hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà cho hàng triệu người lao động tại Việt Nam. Happy Home với mô hình khác biệt và vượt trội so với các dự án nhà ở xã hội hiện hữu sẽ góp phần tái định nghĩa về nhà ở xã hội, thay đổi hẳn những định kiến về chất lượng xây dựng, tiện ích thiếu thốn hay chất lượng sống chưa cao tại các dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp.